Xin chào độc giả của Soundstar, mình là Mai Ngô. Thì trở về từ cuộc thi Asia Next Top Model thì hôm nay mình có dịp đến ghi hình trò chuyện để mà chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trong cuộc thi. Bên cạnh đó thì Mai cũng muốn chia sẻ những cái đồ vật mà mình luôn mang theo mỗi ngày, mỗi khi ra đường để mà giữ cho mình luôn tươi tắn và tự tin mà Mai nghĩ là các pitcher nên có. Thì hôm nay thì mình chỉ đơn giản nhỏ gọn trong một cái túi này thôi, nên mình chỉ mang những cái đồ mà không bao giờ thiếu được. Đó chính là đây là bốn món. Mình sẽ nói sơ là về cái phấn phủ lúc nào cũng phải mang theo và không thể thiếu, vì khi mà ra đường thì sẽ có nắng, mồ hôi và make up của mình sẽ không giữ được giống như là ban đầu, thì mình cần phấn phủ để giúp cho cái da mình nhìn sáng hơn và khỏe hơn. Và tiếp theo đó là một cây son dặm ban ngày và ban đêm, thì mình có một cái màu nu. Và cái thứ hai đó là một cái son màu tươi hơn và đậm hơn, để mà có khi mình phải đi ra ngoài và hẹn hò từ sáng cho đến buổi tối thì mình vẫn có một cái son phù hợp để làm cho mình nổi bật hơn vào ban đêm. Thì đây là món đồ thứ tư. Thì đây là món đồ tâm đắc nhất mà mình không bao giờ thiếu được, đó là nước hoa. Mình có nghe một câu nói là người phụ nữ không dùng nước hoa là một người phụ nữ thất bại. Vì thế con gái khi ra đường để mà được sự chú ý của mọi người, để được thu hút hơn và tạo ấn tượng tốt đẹp hơn, mình khuyên các bạn nên chọn cho mình một cái mùi nào đó mà mình thích, cũng giống như là hợp với cá tính của mình, và luôn phải tỏa hương thơm và sạch sẽ. Ở đây mình có là mùi của Burberry, thì đặc biệt đây là mùi nước hoa nam. Mình rất thích mùi này tại vì cá tính của mình khá là mạnh, nên mình dùng luôn cả mùi của đàn ông. Thơm lắm. Thì mùi này nó mát mà nó tạo cho mình cảm giác tươi mới và tự tin, cũng như là lúc nào cũng phải mạnh mẽ, không được yếu đuối nhõng nhẽo hoặc là than thở với lại cái khó khăn mà mình gặp mỗi ngày. Đơn giản vậy thôi, đây là bốn món mà mình không bao giờ thiếu được trong túi xách của mình. Hy vọng là các bạn sẽ có được những gợi ý, cũng giống như là những cái kinh nghiệm dùng mỹ phẩm để giúp các bạn luôn tươi tắn, tự tin và trẻ trung mỗi khi ra đường.